đây là Mumbai, nơi đã từng là đất liền cho đến ngày hôm qua. Nhưng hôm nay trông giống như đại dương. Người Mumbai chúng ta có nên học theo người Ý bỏ xe để mua thuyền không? Bởi vì hôm nay Mumbai lại một lần nữa chìm trong nước như tàu Titanic, và mực nước đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại chúng tôi nhận được tin tức là cầu Andheri đã bị sập. Yêu cầu mọi người quay trở về. Và xem đó không phải là cây cầu Andheri hướng nhà mình sao? Rosanna, anh đi đây. Nhưng anh định đi đâu trong thời tiết này? Con anh ở bên ngoài, ai có thể đi tìm nó? Ngoài trừ anh, tình hình đang rất tệ. Chúng ta ngồi nhà cũng vô ích thôi, anh phải đi tìm Ro. Nhưng mà nhiều người đã bị thương, nhưng danh sách những người tử nạn vẫn chưa được chính phủ thống kê. Nhưng chúng ta có thể đoán được là có ít nhất 15 người tử nạn. Đây là lỗi của cô. Tôi đã nói với cô rồi là đừng có đi con đường đó, vì chúng ta sẽ bị kẹt lại giữa đường rất lâu. Chúng ta không thể quay trở lại và đi tiếp được. Tôi xin lỗi anh. Tôi không cố ý làm như vậy. Xin lỗi. Xin lỗi anh. Xin lỗi. Anh à, tôi muốn gọi điện. Tôi có thể sử dụng điện thoại của anh được không? Cô cầm đi. Cảm ơn. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Sóng điện thoại cũng vậy. Nếu mình điện được cho ba, mình có thể nói với ba mình không sao. Giờ phải làm sao đây? Cảm ơn anh. Cô à, tôi sẽ dừng xe nghỉ một chút, vì sao cũng sắp hết rồi. Tôi sẽ ra ngoài tìm xem móng mất ở đâu và trở lại trong 5 phút nữa. Được. Được rồi, anh nhớ tự chăm sóc cho bản thân. Tạm biệt. 10 giờ tối rồi mà mưa không ngớt. Ba con đã nói là sẽ ở lại công ty cho đến sáng hôm sau. Cảm ơn mẹ. Trong thời tiết như vậy mọi người ở đâu thì nên ở yên đó. Mình hy vọng Yuya đã về đến nhà an toàn. À chuột, nghe máy đi. À, chuông điện thoại reo kìa. Xin lỗi. Alo. À chuông à, em không biết chuyện gì xảy ra. Với chị của em, bình tĩnh. Kể anh nghe cụ thể, có chuyện gì? À chuông à, chị em vẫn chưa về nhà. Cái gì? Dù già chưa về nhà. Nụ ảnh như cô ấy. À chuông, đợi một chút. Nụ, tôi Adia đây. Đã 2 tiếng đồng hồ rồi chưa về nhà sao? Đúng vậy, chị ấy chưa về nhà. Ba tôi đã đi tìm chị ấy. Mẹ tôi lo lắng khóc liên tục. Lần cuối nói chuyện với cô ấy là khi nào? Ở đâu? Lúc đó chị ấy đang ở công ty. Chị ấy vừa rời khỏi nhà thôi. Chúng tôi chỉ nói chuyện một chút. Adi, Adi, con đi đâu vậy? Adi, trời đang mưa mà. Alo Adia. Alo Adia. Nú. Vô gia đâu? Nó không về cùng với anh sao? Xe bị dừng giữa đường. Trời mưa như vậy. Mưa như vậy sóng thần dâng lên. Xe dừng tại chỗ không thể di chuyển. Cả xe bị tắt máy và taxi đều không thể đi. Anh tìm cách kéo chiếc xe và chạy về đây.
Bây giờ chúng ta phải làm gì? Còn làm gì nữa? Tiếp tục tìm con gái chứ sao? Em cũng sẽ đi với anh. Đi thôi. Đợi đã ba. Ba được nói gì vậy? Ba muốn đi bộ sao? Đây không phải Missouri mà là Mumbai. Ba không biết chuyện ổ gà ở đây đâu. Đã có nhiều người chết vì dắp ổ gà. Ba mẹ không thể đi đâu hết. Ba mẹ không thể đi đâu. Nu, con cũng lo lắng cho chị Yoya. Nhưng điều đó không có nghĩa là cả hai người có thể ra ngoài tìm chị ấy. Ba mẹ không được đi đâu cả. Con không đồng ý. Con gái, chúng ta sẽ không đi. Sẽ ở cạnh con được chứ? Alo Nu, có ai trong nhà cô liên lạc được cô ấy không? Có, ba tôi điện được cho chị ấy. Được rồi, nhưng chị ấy đã rời khỏi công ty. Cũng đã qua 2 tiếng rưỡi kể từ lần nói chuyện cuối cùng với anh. 2 tiếng rưỡi sao? Được rồi, tôi đang chạy tới công ty. Tôi sẽ kiểm tra thử. Xin anh, ráng tìm chị tôi. Nhớ báo cho tôi biết khi nào cô ấy gọi lại. Được, tạm biệt. Cô đang ở đâu Du Gia? Sao tài xế vẫn chưa quay lại? Xe bị khóa rồi. Anh ơi, có ai không? Anh ơi, cứu tôi với. Vô gia. Xin lỗi. Anh ơi. Cô đang ở đâu vô gia? Trời ơi, tôi không thở được. Thật là khó để tôi có thể làm điều đó. Rất khó để tôi có thể rời xa cô. Thật sao Adiya? Nếu cô không tin thì đi khỏi đây đi. Adiya, nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi thì điều duy nhất tôi cảm thấy hối hận chính là tôi đã cãi nhau với bạn thân nhất của mình. Cả hai không thể làm qua.
cô gọi tôi là bạn thân nhất của cô phải không? Bạn thân nhất không được bỏ nhau dễ dàng như vậy. Trận cãi nhau cũng đã qua rồi. Tôi sẽ tìm được cô. Cô không thể đi như vậy được. Tôi sẽ tìm được cô. Chắc chắn tìm được cô. Cho dù có phải lên trời tìm đi nữa. Phải, được. Tôi sẽ đến lúc 7 giờ tối. Anh sẽ gặp tôi ở đó. Tôi sẽ đưa tiền cho anh. Được chứ? Cảm ơn. Nhà cung ứng. Vô gia đi gặp nhà cung ứng. Manja của Vô gia có đến chưa? Không thấy. Cô ấy nói sẽ gặp tôi nhưng chưa thấy. Điện thoại cô ấy cũng không liên lạc được. Cảm ơn anh Manja. Vô gia chắc đi hướng này. Làm ơn cứu tôi. Làm ơn cứu tôi. Vô gia, vô gia, vô gia, Adiya, vô gia. Vô gia. Cô đang ở đâu? Chỉ cần tôi bắt gặp là cãi nhau liền. Tiếng kèn đó ở đâu ra vậy?
Vô gia, vô gia, vô gia, vô gia, vô gia, vô gia. Vô gia, mở cửa đi, mở cửa đi. Vô gia, thở đi, thở đi. Vô gia, vô gia, tỉnh lại. Vô gia. Vô gia, vô gia, thở đi, thở đi. Vô gia, vô gia, vô gia, mở mắt ra đi mà. Vô gia, cô sẽ không sao đâu. Tôi không để có chuyện gì xảy ra với cô. Tôi là bạn thân nhất của cô mà. Có ai đối xử như vậy với bạn thân không? Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cô. Tôi xin lỗi, làm ơn tỉnh lại đi mà. Cô có thể nói xấu tôi, gọi tôi là đồ vô liêm sỉ, ích kỷ, ngu ngốc. Cô tát tôi đi. Nhưng làm ơn, tôi xin lỗi cô. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Vì tôi đã cãi nhau với anh. Tôi xin lỗi đã không nói thật với cô. Tôi đã suy nghĩ lúc ngồi trong xe chuyện tôi cãi nhau với bạn thân. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì... Nếu xảy ra có chuyện thì... Làm sao có chuyện gì được chứ? Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô đâu.